Hello, xin chào anh em ở đến kênh của Bác Giới Ca. Thì hôm nay mình chơi map Irango mà mình nhảy xuống trường học để mình làm nhiệm vụ. Thì mình thấy buồn quá, trường học không có ai hết. Hồi nãy mình có nhìn thấy một team nhảy bên sân hóc, chắc mình lút xong mình qua đó luôn nha. Chứ trường học không có ai nhảy hết trơn. Rồi, giờ mình đi lên đồi sân hóc nè. Coi coi có ai không. À, có tiếng súng kìa. Bắn nhau dữ dội, như có một team đang bắn nhau, dưới đó hai team đang bắn nhau rồi. Để mình ở trên này mình ngó coi có thanh niên nào, quan sát cái đã. Cái này anh em đừng có công bội, anh em phải quan sát kỹ coi là có địch không. Đây đây, nhà đỏ ngoài cùng có một thanh niên kìa, người đang công lên. Mình nghe sợ với đó, anh em thấy mấy thanh niên ở xa không? Mình phải nằm xuống để cho cái thanh niên đó không có thấy mình. Rồi rồi, thì mình ngó cái nhà đỏ coi. Nè, có một thanh niên. Thanh niên mới đeo sọc gân vô thục. Chết một thanh niên Việt Nam ở trong nhà. Nóc rồi. Một thanh niên đang chạy giữa đồng kìa. Nhưng mà mình chưa bắn. Mình bắn mình sẽ sợ lộ vị trí. Đây đây đây, thanh niên chuẩn bị leo ra hay sao đó. Mình sẽ thấy luôn nè. Ok, bên đường nữa. Ủa chết, vậy mà không chết rồi, chết luôn. Ôi trời, trời. Chết. Bên kia thấy mình rồi, phải hiện vị trí rồi. Mình để mình chạy qua bên này, mình chặn cái đầu thanh niên nãy băng qua đường á. Chắc nghe tiếng súng mình là công lên đây luôn nè. Đây. Công mình hả bạn? Mình quan sát mình thấy hết rồi. Nếu mà các bạn không quan sát kỹ thì coi như thanh niên này móc là mình tiêu luôn á. Để mình lút sơ cái xác thanh niên này phải. Rồi thì mình tiếp tục mình dòm lên cái đỉnh đồi này để mình cam những thanh niên, chắc chắn team mình đó sẽ công qua đây. Uống miếng nước cho bớt sợ cái đó. Rồi để em có ai công qua mình không nè. Công qua đi bạn. Cái thanh niên chống rồi ta. Ý, gì vậy? Ý ở trường học bắn nhau kìa. Mình đi làm bot. Rồi chết luôn. Cái thanh niên đó chắc là bot rồi. Hai con bot bắn nhau. Rồi, để mình giải quyết tiếp cái thanh niên ở gần. Ủa cha, ở dưới vẫn còn bắn nhau kìa nè. Hình như mới vừa lia xong một team. Nói là bạn ơi, nói là bạn ơi. Nó ra hổ út. Sáng lần hai luôn, hai người luôn kìa. Một phát hai mạng luôn, thơm. Rồi, giờ mà mình tưởng có một người, ai ngờ hình như có một thanh niên đang nóc trong đó. Mình sấy luôn cái thanh niên nóc đó. Chết trước rồi mình mới sấy, thanh niên còn lại chết luôn. Ngon, được 5 kill luôn. Để quay lại check coi, nãy hai con boss bắn nhau đây, còn con nào còn sống không? Hình như là chắc không còn rồi. Chắc một con giết con còn lại mình bị mình bắn chết rồi sao. Rồi chắc mình đi chỗ khác để mình thấy có, để mình thấy có thính ở phía bên phải nè. Không biết có team nào là lệnh thính không ta. Ủa cha, có xe thính nè, team á. Tầm gần này cũng nguy hiểm lắm. Thanh niên này đi solo rồi. Mình hết đạn 7 rồi. Đi có cái ớt này. Bỏ luôn cái DB, lấy cái ớt vô. Lắm cớp ha. Đi thôi, cũng đây nguy hiểm. Mấy đồng đội đi kia
không lại chết. Rồi, nãy giờ mình lượm thêm một cái thính nữa mà vẫn không thấy ai hết. Để chạy theo cái thính mới này, coi coi. Đây có tiếng súng kìa. Hình như khu nhà. Mình quẹo qua rồi vòng vào đó con sẽ. Có tiếng súng gần vậy. Để mình dừng lại đây mình ngó. Ở đây mà cam được nè. Chết toan rồi, toan rồi, bỏ này toan rồi. Nguyên tiên công mình. Đấy mà. Chết 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 chết. Mày quá, mỗi xe. Má ơi. Trời ơi, cú này rụng tim á em ơi. Mình tưởng trong nhà bắn ai ngờ nguyên team chạy xe lên nó dí mình luôn. May mày có chiếc xe backup mà tụi nó không có sấy nổ xe mình chứ mình cũng tiêu luôn rồi. Dạ, sợ quá. Có máu cây. Không biết còn ai không? Không biết còn team nào gần đây không? Nãy mình nghĩ là nó bắn ai chứ không phải là bắn mình. Hay nhẹ nó thấy một team nghe tiếng súng gần nữa tưởng là hai team này team kia bắn nhau. Mình mới dừng lại mình coi chứ không mình chạy mất luôn rồi. Biết nó dí mình chạy mình kiếm cho cover chứ đứng giữa đồng kiểu này là tiêu. May á các bạn. Và lại là may á chứ không mình toàn rồi đó. Để mình đổi cái AUG đi. AUG sấy cho nó sướng. AUG sấy không có giật. Đèn xanh bỏ hết đèn bảy lên. Chỗ hai viên có thể cầm giọng đèn xanh. Mình uống đầy nước rồi mình đi nè. Đứng này nguy hiểm quá. Rồi đi thôi. Rồi chạy nãy giờ cũng chưa thấy ai. Để vô khu nhà này coi. Còn 16 mày. Tính từ mình 15 mày. Chắc còn khoảng 5 tim nữa là cùng. Có một chiếc xe bất kỳ trên đồi. Các bạn thấy không? Để mình quẹo qua mình thấy đó. Để mình vô nhà mình cam chiếc xe bất kỳ đó. Chiếc xe nó nhìn nó khả nghi. Tại sao lại có chiếc xe đó? Rồi. Cửa sổ này bị che mất rồi. Không thấy được. Sao lại dừng trên đồi đó? Đồi đó có gì đâu mà dừng. Mà xe đó không thể nào xe spawn được. Chắc chắn là thì nó có người. Là có tiếng súng mình đỏ luôn. Rồi, hai team đang bắn nhau bên đó. Cái đồi đó hơi xấu các bạn. Mình không có dám công là tay mình nó to. Mình ở đây mình cam đi, thế nào team đó bắn xong cũng sẽ chạy lại chiếc xe thôi. Ôi chà, mới bị team găng rồi, sợ lắm. À, cái thính mới đó luôn nè. Hiện chi cái thanh niên bắn nhau ở đó. Chạy lại tính lượm thính này. Mà để cam thôi. Thế nào cũng mấy thanh niên bắn xong team kia cũng quay lại lút thính này lên xe thôi. Xe bất kỳ chắc chỉ có hai người thôi là cùng. Cũng miếng nước phải đỡ sợ rồi nè. Đâu rồi? Tới lầm thính đi bạn ơi. Trốn đâu kỹ vậy? Ok, không có, thính không có. Đi xe kìa. Đâu ta? Trốn đâu kỹ vậy ta? Không thấy ai luôn á. Không thấy đồng tĩnh gì luôn á. Sao kỳ đó, hai team bắn nhau lại chết chung được. Mình chắc chắn là sẽ có người. Không thể nào. Bắn nhau ị tẩu trên đó mà không có người gì được. Ráng ngồi cam chút nữa. Thế nào cũng sẽ có người tới lúc thính này rồi.
chắc chắn điều đó. À đây rồi, nguyên tin. Tông xe bất kỳ với ông này có lái xe không chạy. Tiền 4 luôn em ơi. Càng lắm càng lắm. Anh lái xe ra đi mà. Thanh niên còn ngồi đó hai cái đầu. Wow. Được chứ. Sao lại bắn trúng làm xe. Chúng rồi, chúng rồi. Hai nhiên. Ủa sao kỳ ta. Hai nhiên mà sao không dẹp được ai vậy. Nóc tiếp. Ừ. Quái. Mới lên cứu được rồi. Ừ. Đâu rồi ta. Cái mình bắn bánh xe quá. Biết trúng cái bánh xe không nữa. Đây. Ủa. Vậy mà không trúng đầu chơi. Bị dướng cái gì rồi. Ừ. Các bạn thấy rõ ràng không? Nghe đầu mà không trúng chứ. Ơ, sao kỳ ta? Ủa chê. Nó, mẹ. Ôi dạ, ôi dạ, đẹp quá. Ôi miếng nước nè. Thì nếu chắc yếu cho trâu dữ như trời, lúc lên lúc xuống nãy giờ mà vẫn trâu. Smoke được. Lắm smoke hay vậy. Cũng như nó đặt đi, sao lưng mình có người. Trên đó không lưng nữa. Cái thanh niên cầm xuống mình, cuồng bom. Ngon quá, ý nó cầm xuống rồi, cầm xuống rồi. Ủa chơi, trên đòi bắn, Chơi. Ủa chơi, có nghẹt tay không? Có nghẹt tay không? Ôi, em ơi, em bấm máu đây nè. Đừng. Trời ơi. May quá chết tôi. Bốn thanh niên công xuống mình còn đúng một chấm máu gặp thanh niên trên đồi bắn nữa chứ. Chơi gì chơi kỳ vậy. Chơi giả chơi lại. Bắn từ từ vô ta thở chứ. Hai team cùng bắn mình. Sao bắn mấy team mấy thằng kia đi. Bắn mình nè. Cái thằng dậy trên đồi kìa. Thì mình dám bắn lén mình đây mình thấy rồi. Ủa vậy mà không trúng đầu ta. Thôi à, nên nó luôn uống máu rồi. Không biết có một mình nó hay là có đồng đội gì không. Nãy mình nghe thấy hai ba tiếng súng rồi. Chắc là có tiền trên đó. Ôi da. Đến cấp 1 nè anh em ơi. Rồi nó 1. Thì toàn có highlight không. Ơ, nóc 2. Mình tưởng cái đích đó của thanh niên kia ăn rồi. Mình tưởng chết. Thanh niên còn xuống bên này. Để mình không chết. Chị này hình như có 3 hay sao á. Mà mình nghi có 4 quá. Nếu mà có 3 thì vô mình liên thanh niên nó là xong. Mấy chỗ là chạy an toàn cái này. Rồi, smoke rồi. Smoke chạy lên hay sao? Đây là vẫn còn đứng đó. Hình như hình như chạy lên để cứu đồng đội rồi hay sao? Kỳ lắm. Lúc cây vẫn còn nguyên mà ta. Đâu thấy ai lại lúc cây đâu. Chết chết hay là nước. Chết. Còn nữa rồi. Giờ team này nguyên team 4 rồi em ơi. Vẫn còn một thanh niên 8 nhìn xa. Bắp dưới.
Nếu mình lắp hai ở trên rồi thì là có thể là cứu được rồi. Thôi thôi, thì móc được phía sau. Chạy phía sau. Nhiều nhiên mình chạy chắc này. Đây, đây, mình thấy là thanh niên vẫn còn ở gốc cây này. Lọt đầu luôn. Team Việt Nam, chơi team Việt Nam mình như bốn thanh niên Việt Nam rồi đó. Mình không ra mình đến mình gạt thanh niên luôn. Hai bên trên kia đang ở góc bên kia rồi. Ồ, có smoke qua nè, cũng như đồng đội qua mình sấy nè. Gì vậy? Đâu đây? Đâu ra một thanh niên nằm trên đó vậy trời? Không tin được luôn á. Trời đất ơi, xui quá. Thôi, cảm ơn. Nếu anh em thấy clip này hay thì cho mình xin một like, một subscribe nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi.